video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một khung hoa trang trí hình trái tim như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm, thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau. Về dụng cụ thì ở đây mình có súng bắn keo, kéo, bút chì, thước kẻ, hai cây bút màu như thế này. Và về nguyên liệu thì đây mình có chuẩn bị 3 tờ giấy màu. Mình có màu xanh lá cây, màu vàng và màu tím. Bây giờ mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu vàng nhé. Đầu tiên đối với cái tờ giấy màu vàng này, bây giờ mình sẽ cắt ra đây 3 hình vuông. Sau khi cắt xong thì mình sẽ dùng cái bút này để vẽ cái bông hoa ra đây nha. Mình sẽ vẽ vào giữa. Cái thứ hai nha, mình cũng sẽ vẽ tương tự như vậy. Bông hoa đây mình vẽ là 8 cánh nhé. Cái thứ ba này. Thank you.
vậy là mình đã vẽ xong ba bông hoa. Bây giờ mình sẽ dùng cái bút màu đen này để tô lại cho nó đậm nhỉ. Mình sẽ tô lại cái cánh này nhé. Vậy là mình đã vẽ xong ba bông hoa. Và mình sẽ dùng kéo để cắt nó ra nhé. Mình sẽ cắt vào cái đường mà mình vừa vẽ bằng cái mực đen. Cái thứ hai nhé.
Chào thứ ba nè. Vậy là mình đã cắt xong ba lỗ tai. Rồi mình sẽ dùng cái tờ giấy màu tím này. Mình sẽ cắt cái tờ giấy màu tím này. Mình sẽ gắn từng lên từng bông hoa. Cái tiếp theo cái thứ ba này. Sau khi mà mình đã gắn xong ba bông hoa như thế này, giờ mình sẽ cắt được cái màu xanh ra để làm lá nha. Và mình sẽ cắt ra những cái lá này. Cái thứ hai. Cái thứ ba này. Cái thứ năm. Cái thứ sáu. Thank you.
Rồi mình sẽ làm lên cái phần trái tim nha. Như vậy là mình đã dán xong một cái hình trái tim trang trí như thế này. Các bạn thích thì có thể làm cùng mình nha. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nhé. Bye bye.